cái nghĩa rất là cao sang. Mà không những nói ta là con của trời, mà nói các anh cũng là con của trời, đồng bào cũng là con của trời, chứ không phải một mình tôi là con trời, đồng bào đều là con của trời. Chúng ta khi nào thấy lúc nào mà Chúa nói rằng đồng bào cũng là con của trời không? Ai còn nhớ không? Mỗi tuần lễ, mỗi ngày mình cầu nguyện một lần đó. Lạy gì? Kinh lạy cha, phải không? Lạy cầu nguyện chung, phải không? Lạy cha chúng tôi ở trên trời. Cha chúng tôi tức là cha chung. Cha của tôi, cha của con người này và cũng cha của các anh chị, ông bà, anh chị cũng là con người này. Đó là cha. Ở đây chúng ta thấy là một vị, nghĩa là vua của các vua, chúa của các chúa, mình chỉ nói vậy đi, mà hóa thân xuống làm người ở trong vòng chúng ta để dạy cho chúng ta những cái điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã dạy rồi ở trong Cựu Ước Kinh. Thực sự cái cuốn Kinh Thánh mà chúng ta có này là cuốn này, cuốn Cựu Ước, cuốn này gọi là cuốn gì? Cuốn Kinh Thánh, cầm nặng không quý vị? Nặng lắm, nghe không? Nhưng mà đạo Tin Lành á, nói chung là những người mà giảng đi đạo Tin Lành á, họ giảng có chút xíu đây à. Họ sách cái sách gì ra giảng quý vị biết không? Tân Ước, để tôi coi coi Tân Ước nó dày cỡ nào cho bà con mình thấy. Lâu nay mình cầm gánh nặng mình vác đi nguyên một cái cuốn cả kilo, nghe không? Nè, ở đây Malachi rồi, Tân Ước. Đây, Tân Ước có chừng này. Quý vị thấy không? Tân Ước chừng này. Còn cái đằng trước đây là Cựu Ước. Đây nói chuyện đời xưa không à. Nói chuyện của dân Do Thái. Luật lệ của Do Thái là lịch sử Do Thái, vua này, vua kia, ông này, ông nọ, đủ thứ chuyện hết. Các tiên tri của Do Thái. Thì cái cuốn Cựu Ước này đó, thực sự ra nếu mà chúng ta tin nơi phúc âm lời Chúa Giê-xu dạy thì nó chỉ có chừng này thôi. Thực sự cuốn Kinh Thánh mình cầm đi chừng này cũng đủ rồi. Nhưng mà chừng này cũng nhiều nữa. Tại vì thực sự lời Chúa Giê-xu có mấy sách? Có 4 sách phúc âm thôi. Ma-thi-ơ gì nữa? Mác, Lu-ca và Giăng. Sau đó Chúa về trời. Thành ra 4 cái sách đó là của các ông môn đồ ghi lại, mà cũng không phải mấy ông ghi nữa. Học trò của mấy ông ghi, học trò rồi học trò của mấy ông ghi nữa. Chứ không phải là chính mấy ông đó ghi hết. Bởi vì khi Chúa Giê-xu sống thì không có cái trang nào ghi hết trơn á. Cho nên khi Chúa Ngài về trời rồi mấy ông mới bắt đầu nhớ rồi ghi chép rồi lấy hỏi han rồi ông này hỏi ông kia qua. Hồi đó không có computer, không có internet như mình bây giờ. Không có thơ từ bưu điện mà gửi qua lại đâu, cho nên cũng phải đi nghiên cứu chép và nghe trở lại. Nhưng mà trong này có cái sự hướng dẫn của Chúa. Cho nên khi mà ghi chép lại cái này, Chúa cho một cái linh để mà giữ những cái cuốn sách này nói giống nhau hết. Nói là những cái lời mà Chúa Giê-xu dạy. Thấy không? Ông bà mình có cái câu nói rằng khi mà đọc 4 câu chuyện mà viết giống nhau, giờ mình làm sao biết cái chuyện nào đúng? Làm sao biết cái nào đúng được? À, thí dụ mình có cái chuyện xảy ra ngoài cộng đồng mình có 4 tờ báo. Mỗi tờ báo ghi cách này, cách nọ. Nhưng mà dù gì ghi nữa nó cũng giống chuyện nó giống nhau. Ông bà mình gọi là gì? Được ý mà quên lời. Mình phải sống trong cái tinh thần đó. Mình lấy cái ý thôi. Quên cái lời đi. Chứ cái lời mình nghe bắt bẻ từng cái lời là chết, là kẹt, biết không? Có nhiều khi mình cũng khi mình nói lộn nhé. Tôi nói như mình, ngày đầu mình nghĩ tốt, mà cái miệng mình nói ra là cái lời nó xấu. Thành ra mình là cái người tha thứ, mình đừng có chấp cái chuyện đó, hiểu không? Ông nói vậy chắc không ý ông vậy đâu. Có lẽ lúc đó ông đang suy nghĩ cái gì đó, hay là ông đang cái chuyện rồi ông nói cái gì, chứ không phải là ông nói vậy đâu. Mình phải lấy cái ý mà quên cái lời. Cho nên lời của Chúa chúng ta đọc trong này là 4 sách phúc âm, là 4 đó, đó là ý của Chúa viết xuống và các ông ngồi ghi chép lại qua các thời gian. Cho nên thực sự ra đó, đằng sau là 27 sách. Tân Ước có 27 sách, nhưng có 4 sách là phúc âm thôi. Cho nên thôi bây giờ mình đi đạo Tin Lành á, mình đạo đi Tin Mừng, đi đạo Công Giáo, đạo Thiên Chúa, đạo gì mà đạo Chúa, chúng ta giữ 4 cuốn đủ rồi. Bỏ mấy cái cuốn đằng sau đi, toàn sau đó thơ của ông Phao-lô. Ông Phao-lô là một ông, gọi là một ông thầy giảng thôi.
hồi đó thôi, chứ hồi đó ông Phaolô không phải là một môn đồ của Chúa. Chúa về trời rồi mới có ông Phaolô, về trước là ông còn đi bắt đạo Chúa nữa. Nhưng mà cái lúc đó tự nhiên là ông chiêu hồi, ông bị Chúa chiêu hồi, ông quay lại 180 độ. Và từ đó về sau ông mới giảng. Giảng đạo Chúa. Cái thời mà khi ông giảng đạo Chúa ra đó, thì ông chịu tới ba cái luồng tư tưởng ảnh hưởng lúc đó. Thứ nhất là ông chịu ảnh hưởng của cái cuốn Cựu Ước là của đạo Do Thái. Thứ hai là ông chịu ảnh hưởng của cái triết lý Helen thời đó. Triết lý đó của nằm ở trong dân Hy Lạp. Và một cái nữa là cái tinh thần của La Mã. Đó, cho nên trộn lại tất cả những cái này Do Thái giáo, Helen triết và triết lý của La Mã, về luật pháp La Mã, mà thành ra cái cơ đốc giáo mà ông Phaolô giảng, nói mà chúng ta lâu nay theo. Nhiều khi chúng ta theo cái phần của ông Phaolô nhiều quá, chúng ta quên mất cái lời mà chính Chúa Giêsu dạy trong bốn cuốn này. Bốn cuốn đó mà thôi. Bây giờ về lại bốn cuốn là chúng ta phải được ý quên lại. Chúa Giêsu là đấng hóa thân xuống làm người. Chúa Giêsu là hiện thân của cái gì ở dưới trần gian này. Theo cái văn hóa của Do Thái, ai biết, con trộm bị hy sinh, thấy không? Cho nên khi chúng ta vào trong nhà thờ hay chúng ta theo đạo Chúa, đạo Tin Lành, chúng ta thấy có mấy con trộm. Nhiều khi chúng ta dòm lên trên mấy cái đó, trên cái mấy cái hình của đạo Chúa, chúng ta thấy có mấy con chiên. Nên tôi thấy có thấy một con chiên, nhưng thực sự có hai con. Một con chiên Chúa Bồng, đúng không? Chúa Bồng con chiên. Nhưng mà có con chiên Bồng con chiên nữa, tức là Chúa Giêsu cũng là con chiên. Bây giờ Chúa Giêsu là con chiên, mà con chiên đó Bồng con chiên kia. Tới hai con chiên là. Nhưng mà con chiên mà Bồng con chiên kia đó, con chiên mà Chúa Giêsu đó, là con chiên mà tượng trưng cho cái con sinh lễ. Mỗi khi mà dân Do Thái mà phạm tội đó, thì hàng năm đó, tới đền thờ mua đem theo một con chiên còn sạch, còn nguyên, không có tì vết, không có gì hết, để đem tới đó mà đem mà dân. Quý vị biết dân sao không? Đem nó tới đó, nó hiền lắm. Mình thấy con chiên nó hiền không? Rất là hiền. Thế mà để nó nằm lên đó, rồi thọc huyết nó, giao thọc huyết đó. Quý vị bao giờ làm cắt cổ gà chưa? Thấy nó cũng tội lắm chứ phải không? Phải không? Con gà nó đang sống như vậy, đang chạy vui vậy, để trứng cho mình ăn, bắt vô rồi bây giờ cắt cổ nó. Và đây cái con chiên nó lớn ha, thọc huyết mà cái con chiên này cho nó chảy huyết ra, nó nhảy giật rồi lột da nó, còn khi nó còn đang còn sống nữa. Tội lắm quý vị. Nhưng mà Chúa muốn dùng chúng ta dùng cái hình ảnh đó để thấy rằng cái tội đó, con chiên mà nó đau khổ mà nó chết, nó lăn ra mà nó kêu như vậy đó, là tại tội của mày đó. Mày làm ác mà con chiên này phải chết này nè. Đáng lẽ là tao dặn của mày, tao chọc huyết mày mới đúng. Nhưng mà thôi, tao để cho con chiên. Cho nên, đó là cái hình ảnh của cái con chiên, thấy không? Cái hình ảnh của con chiên đó mới đã kéo dài có bao nhiêu ngàn năm xuống, cho tới cái khi mà thời Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu là con người mà biến thành con của trời, ta là con của Đức Chúa Trời. Ai là cái người nói là Ngài là con của Đức Chúa Trời? Ông Phi-e-rơ. Ông là ông lanh miệng lắm. Ông nói là ông là Đức Chúa Trời, Ngài là con của ông trời, chứ không có ông Eli, không Môi-se, ông gì hết trơn, không có phải đầu thai vậy đó. Ngài là con của Đức Chúa Trời. Cho nên á, khi cái con chiên mà bị giết đi như vậy đó, thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà nó nếu một con người mình có chút lương tâm, mình thấy nó tội đó. Làm vậy lần sau mình về mình muốn phạm tội nữa không? Mình phạm tội nữa là phải đem con chiên nữa đi giết khác. Không có là không có được chuộc tội. Đó là cái hình